Phật nói ông đừng có buồn khổ, ông là người đầy đủ phước duyên, ông không nên thành Phật ở đời lâu dài, mà ông nên quan sát rằng cảnh giới nhân thiên vốn không bền chắc, cảnh giới chư Phật thất thải cũng đều là vô thường. Thánh và tôn các thành Phật là như vậy, đây và dạy cho đúng như vậy. Cho nên tôi xin lưu ý đại chúng là phải nhớ những câu này, tức là Phật dạy đó. Cảnh giới nhân thiên vốn không bền chắc, cảnh giới nhân thì là mình biết rồi, còn cảnh giới thiên là ở đâu? Học đại thừa là phải hướng về tâm không à. Cảnh giới nhân nghĩa là cái sự an lành của tam quy ngũ, ngũ giới mà mình đang sống trong cái mức sức của cuộc đời ngang bằng với tam can ngũ thường tam quy ngũ. Ngũ giới đó là cái tâm trạng, đó là tâm trạng cảnh giới của nhân. Còn có những lúc mình an lành hơn, trong sáng thanh tịnh hơn, tức là mình tu khá hoàn chỉnh về thân thủ ý, tốt hơn nhiều, tức là mình tu thập thiện á, thì mình sẽ có cái an lành hơn nhiều. Nhưng mà cái an lành của cái người mà tu thập thiện á thì giống như là chứng đạo cao mình hỏi có nè, như cây bánh xe hư không bay mất, sức mỏi rồi thân rất biết về đâu. À, cái người mà tu với cái thí mà chấp là tu phương tu cái pháp hữu lậu á, hữu lậu nhân phước áo nhân thiên á, thì nó giống như tên mắt nè, thế không được mai không may rồi là đương nhiên là cái vô tâm nó hết cái sức đi ra rồi, nó phải rớt rồi, mà nó rớt ra là nó còn làm chủ là được nữa. Thế thì cái tâm trạng mà tu ngũ giới thực hiện của mình cũng vậy, nó có sự an lành, mà sự an lành đó là tới cái mức nào đó rồi là mình lấy cảnh giác một cái là nó thịt bỏ xuống là cả thành quốc, cái tâm trạng nó khổ như địa ngục cũng có, nó xa vào cái tham lam cái dục vọng nặng nề như ngạ quỷ cũng có, mà có khi nó mất hết cái trí sáng suốt, nó như súc sanh cũng có, rồi gia tu la cũng có. Thành ra là phải quán chiếu rằng là cái nhân thiên đó mà là muốn có cái mình chứ cảm giác chứ phải sát phải cũng đều vô thường. Câu này cũng để ý như là hiện tại đa số chúng ta mà học thật ít á, chúng ta tưởng đâu là chúng ta xông vào cảnh giới, ví dụ như là cảnh giới thực lạc của Phật A Di Đà là chúng ta sống hoài được sao, hay là cảnh giới đăng thêm vượt sư lưu ly quan như lai là chúng ta sống hoài được sao? Không có. Các ông Phật đó đều là có giác sanh, đều là có thành đạo, đều là có nhập niết bàn, giống như tất cả chư Phật, mà trong đó là Phật Thích Ca là điển hình ở cõi này, cũng giác sanh rồi cũng tu hành rồi cũng thuyết pháp rồi cũng nhập niết bàn. Thế thì cảnh giới cái chư Phật nào rồi cũng có ngày nhập diệt. À, do vậy cho nên là Phật Thích Ca mà tới cái ngày nhập niết bàn 80 tuổi đó là chân lý, cho nên đừng có khóc, đừng có đòi hỏi kéo dài lâu lắc gì nữa hết rồi. Tất cả đều là vậy. Cho nên là đại chúng mà muốn cho an nhàn nhẹ nhàng đó là ngay cái lúc mà mình học Phật về nè, mình phải quán cái chân lý vô thường rất là cho thường xuyên, cho liên tục, cho kỹ, phải quán vô ngã cho kỹ, quán vô thường cho kỹ, quán giảng pháp giai không cho kỹ. Rồi các vị từ từ các vị phải có một cái nghị lực, mà các vị nghĩa là cái việc sống chết, tử sinh sinh tử, chúng ta có thể coi tầm thường được đấy. Mà cái đó phải huấn luyện, phải huấn luyện trước cơ. Chứ còn huấn luyện trước là để tới chừng mà nhất siêu ngoại tịch tại sàng, chúng hổ danh truyền bất bách hiểu tịch tư thống tâm lý hồi hoàng tiền lộ mang mang vị chi hà giảng, từng tư thủy tri hối qua bảy lâm khắc vượt tỉnh hề vi. Không uống nắng, không huấn luyện, không quán chiếu trước, không chuẩn bị tư thế sẵn sàng để chịu cái sinh lão bệnh tử này, thì tới chừng mà bệnh hoạn mà nó hạ xuống rồi là cái bệnh đây, cái bệnh nó đanh dây các cái bất tất khổ đau, tâm hồn mồn tròn sợ hãi lo âu, mà không biết rồi mình sẽ đi về đâu, không biết mình đi về đâu. Chừng đó nó cuốn cuồng hốt hoảng lên, muốn tu hành, muốn làm nghề phước thiện gì đó không được. Giống như là để cho các nước quá sức rồi, nào duyên thì nào sao cho được nữa, nào sao cho có nước được, đã sức tàn hơi kiệt rồi, không còn nước uống,
thì chết thôi, chứ làm sao mà nào là giếng để mà có nước để uống. Cho nên là phải huấn luyện, huấn luyện như vậy là quán luyện, huấn luyện vô ngã nè, vô thường nè, khổ nè, giải pháp gia công nè, và tương lai là bất tịnh. Hiện tượng giải pháp nếu không có chánh niệm, không có tu tánh là hiện tượng giải pháp là bất tịnh. Mà có tư duy, có quán chiếu rồi mới thấy được cái tất thường là ngã. Bản như cái giải pháp thì lúc bây giờ không có gì sợ hãi, cái nhân ngã thú viễn ly là tự tự đó. Mà thấy được cái chân lý thường là ngã tịnh, ở trong cái vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Những cái bệnh nạp đạo người ta không sợ hãi, ta không lo âu là tại vì ta thấy cái thường lạc ngã. Mình ở sau lưng cái vô thường, khổ vô ngã và bất. Nên cảnh giới của chư Phật cấm được tới các hành pháp là như vậy hết. Chư Phật cũng đều vô thường. Nói cảnh giới chư Phật đều vô thường đây nè. Tôi nói là các vị để ý nè, cái phẩm kinh pháp qua là phẩm thứ nhất ha. Phật sống hồng quang ngay tại cái lâm cánh chân mày này là chiếu sáng 18.000 thế giới phương đông, trên từ quả trời phát xuất cánh, dưới là thấu tới địa ngục A Tỳ, làm cho đại chúng thấy 18.000 thế giới chư Phật ở phương đông. Một cái không gian lớn lắm, cái mặt bằng lớn lắm, mà trong đó thấy những gì? Thấy có những cảnh giới thì Phật đang giáng sanh, có cảnh giới thì có những vị Phật thì đang tu hành, đang thành đạo, có những vị thì đang chuyển mất luân, có những vị thì đang nhập niết bàn, và có những vị Phật thì được đệ tử xà tỳ. Như vậy có nghĩa là Phật nào cũng đều có vậy thôi. Do vậy cho nên có vấn đề sanh lão bệnh tử, sanh tụ dị việc thành tụ hoại không là chân lý, đừng bao giờ tin cầu một cái gì khác, giam sinh lại luật cái gì khác bất công. Phật Thích Ca dù là 80 năm rồi nhập nước hàng không có nghĩa là mất mát đi đâu hết. Mà nếu mà hỏi mà kéo ở lại thêm như là 10 năm, 20 năm hay là một vài trăm năm đi nữa, thêm 400 năm đi nữa thì bất quá là nó bằng cái con rùa ở ngoài Hà Nội. Con rùa ở ngoài Hà Nội ở Đình Ngọc Sơn đó, người ta để chữ lên đó là 500 tuổi đó. Nhưng mà nó vẫn là rùa thôi. Cho nên là cái quý thấy lên đây vạn vật là con người, là cái giá trị con người là ở cái chỗ có văn hóa, có đạo đức, có giải thoát, có giác ngộ, chứ không phải cái quý ở cái chỗ là sống lâu năm. Đây học cái đó đó, để cái đó mà tu rồi nó mới khỏe thôi à. Một cái chuyện nó rất là bình thường thì nó mệt hồi nhỏ mà mình cũng hiểu vậy đâu, mà ai cũng hiểu vậy thôi. Đây nếu nó bất sao vợ có đây, nó có đây rồi, bây giờ đèn tôi lấy cái tay ra thôi, thế thì nó chung vô cái tay tôi hay sao? Nếu nó chung vô tay tôi thì là sao bây giờ đây nó không có lửa? Thế thì nói đây là lửa đã ở chỗ nào? Thế thì cái chân lý duyên thân là vậy đó. Tại sao ta lại sợ? Cái lửa là tắt là cái ta buồn, ta khóc à? Tiếp theo cái lửa này không dễ gì tiếp à? Không phải dễ mà cũng không phải khó. À, hiện giờ đây nó có lửa. Thế thì kiếp lửa không phải dễ, nếu mà không có trí tuệ ngu si thì kiếp lửa không dễ, rất là khó quá cái gì. Nhưng mà nếu có trí tuệ tạo điều kiện duyên hợp lại thì cái lửa nó ra. Thế thì chúng ta địa thủy quả phân không kiến thức, nó duyên khởi rồi duyên sanh rồi duyên diệt là cũng y như vậy. Và đừng nói rằng địa thủy quả phong không kiến thức vậy rồi cái thức đại nó chung rồi hồi nào, không cần nói được chung hồi nào hết. Hãy ngủ mãi đại như vậy thì nó có là một động vật, một con người. Còn không ngủ mãi đại như vậy là nó không có, chứ không có hỏi nó chung hồi nào. Cũng giống như đây là cái điều kiện nó về là con này cái gì cũng cần biết, nhưng mà giờ là chưa đủ đâu, còn thiếu một điều kiện này thì lửa không có. Họ muốn có lửa là phải thêm một điều kiện. Một điều kiện đó tức là cái tay mập vậy. Vì cái tay mập vậy nó cũng không khác là với cái lửa, như cái nước ga trong này hay là cái gió quẹt hay là cái viên đá hay là cái bánh xe, không có khác. Nó chỉ có mặt nhau. Mà nhau có nghĩa là phải đủ một cái điều kiện này thì nó có lửa. Mà đừng hỏi chứ là cái lửa nó chung ở đâu, từ ngón tay nó chung ra hay là từ bánh xe nó chưa ra. Mà phải hiểu rằng là đủ điều kiện là có, không đủ điều kiện là không có. Thế thì duyên sanh là duyên diệt nó cũng vậy đó. Hiểu vậy rồi chúng ta không có sợ gì sợ. Phải tập không sợ mà được chết hợp. Bởi vì sợ cũng có được. Sợ cũng chết. Mà không sợ cũng chết. Đó là chân lý. Chân lý là lẽ thật. Cho nên tôi nói thật với lại chúng bây giờ.
Các vị mà nói chuyện tôi hồi tôi nghe là tôi cười đó. Có những vị sợ chết vô cùng vô tận, cấm kỵ trong cái gia đình, không được nói cái từ chết. Như vậy không có được đâu. Sợ như vậy là sợ không có cơ sở, có chân lý gì. Phải huấn luyện, không bằng lòng sống thì cũng phải bằng lòng chết. Cái lúc này nó cần chết, cứ cho nó chết. Vì cái đó là chân lý mà. Tôi nói như vậy có nghĩa là thật sự mình đi con đường nào hoặc mình phải tập vậy thôi, để mình có một cái sức dũng đại hùng, đại lực, một nghi lực, mình mới có nhẹ nhàng được. Đức Phật nói là kệ, tất cả pháp thế gian có sinh đều có diệt, dầu thỏa mãn dài lâu, đến tùy cũng phải chết. Phật nay vào niết bàn, họ trì để niết bàn. Pháp chư Phật đều vậy, đại chúng chớ nên buồn. Bây giờ niết bàn có mất mát gì đâu, cho nên đại chúng đừng có buồn. Cái này là cái khó nói lắm. Đại chúng mà buồn khóc là sai, sai chân lý, tức là chưa hiểu chân lý. Cho nên là những cái gì tôi chỉ đối với thầy của mình, thầy tổ mình cũng vậy. Phải tôn trọng, phải cung kính, phải lo thầy tổ trong lúc còn sinh tiền. Con cái trong gia đình đối cha mẹ cũng vậy, thờ chết như thờ sống, thờ mất như thờ còn. Mình nói tới cái lúc nào đó ông bà cha mẹ hoặc thầy tổ mà ra đi á, đừng có làm cái vẻ ưu bi khổ nào, đừng có kêu la rồi nắm chân rồi lúc lắc rồi dịch dịch rồi nhào lăn la, rồi người ta khiêng cái hòm lệ nằm ngang ra bẻ cửa làm tớ ngại, rõ là phải dốc con té nó cán thêm nhiều người nữa, rồi nói tại chết nhầm ngày xấu sao có phải, tại mình ngu mình nằm mỹ rồi tính ra tai họa.